trước mắt các bà anh em, anh ấy đang test một cặp loa khủng long bảo chúa, gọi là ông vua nhạc sàn nhé, và ông vua lời đến từ nhiều JBL, nằm trong chuỗi series 700, có mã cao nhất đó là JBL SX738, một loa siêu 3 lần tiếng 350 chung 20 tập kèn. Mời các cùng nghe chất phát, chất chung, chất tiếp, còi loa thể hiện nhá. Giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loạn, vụng về hỏi thăm em mấy câu. Bà đánh cực hay luôn, ở bình sâu. Ui ui, đẹp len keng, lách cách, lách rách, rành rạch luôn nhá. Giải lời quá ngọt mà đi xa. Đường tàu mùa xuân rất nhiều đồng ý này. Em đang mong chờ. Ui, hiểu chưa? Tàu về tàu đi. Đang kiểm tra. Giới thiệu bác em về nuôi 4732A này. Đấy đang bác đây. 4732A bác nào có đăng ký lắp vào hát nhá. 4735A này. Đấy bác đây. 4735A. 4722A một đôi. Đẹp cái dùng vui đẹp. Thực ra bác một bộ hát hay đấy. Đôi khi bác đừng quan tâm đến cái ốc, hoặc là cái sức sắc gì, và quan trọng là kỹ thuật sức áp và phối ép thôi nhá. Còn nhiều bác mua loa hay về không hay là do mình không nghe. Đến anh Nguyễn bác an tâm ấy, xong luôn. Anh trên con tàu, sao nỡ vô tình rơi sân. Hay quá. Một bác quá êm mà sâu. Anh đã mang đi kỷ niệm, rằng thời gian không cho ta okay, bác nhá. Em cho bé nhạc đây, em đang đánh một số tốp này. Đấy, đánh hai cây số tốp. Thì đôi loa này bác nhá, đôi loa này là đôi loa có mã to nhất và cuối cùng của đời JB 738 bát 50 leo. Mã bát là 2268 VL. Đó, tép là 2431. Rộng 53, sâu 51, cao 1m02. Cùng gỗ sơn sần rất đẹp luôn nhá. Loa tình trạng còn nguyên bản zin từ Anze, từ rất là giá lần này em nhập bằng rẻ nhá, bán cho bác giao lưu lấy tương tác cũng như là để các bác ủng hộ anh Nguyễn nhiều hơn. 65 triệu gặp anh nhá, bao ship. Có nhu cầu bác chuyển khoản tới 2 triệu, và bác có nhu cầu phải có hát alo cho em nhá, đầu đấy luôn. Bây giờ phần 2 nhá, quay lại rất chi tiết trước mắt các bác và anh em. Anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa khủng long bạo chúa đến từ Mỹ, nằm trong chuỗi series 700 và có model là SX738, một dòng loa sở hữu 3 lực tiếng bass 50 chung 20 và tép kèn. Thì với dòng loa này là một dòng loa nằm trong chuỗi series 700 có số to nhất và cuối cùng. Thì ngày nay em về là một đôi với nhá, quay và giới thiệu chi tiết tổng thể như báo giá, để bác có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Thì với cặp loa này, các bác phải chơi được tất cả các dòng nhạc tại Việt Nam. Những dòng nhạc sức mạnh thì nó thể hiện rất tốt về giải bát, độ đi xa. Những dòng nhạc như là không lời, giao hưởng, thính phòng, opera, thể hiện chi tiết về các giải lời, giải tép và giải chung thôi nhá. Dòng loa này có thể nghe hay, bày đẹp và hát ok thì hết đỉnh của điểm đó nhá. Chơi được cái diện tích từ tầm 10 mét vuông cho đến 6-70 vuông là tràn trề về âm. Bác nhá, đấy. Thì giờ em sẽ quay chi tiết các bác để bác nắm được nhá. Thì cái dòng loa có thể nó là siêu cao cấp mà làm bộ hát nó quá hay nhá. Từ nhạc, thiết kế nó là thùng gỗ sơn sần cát. Đấy, thùng gỗ sần cát. Thùng rất đẹp bác nhá. Rất đẹp. Rộng 53, sâu 51, cao 1m02. Rộng 53, sâu 51, cao 1m02. Thiết kế thùng là chia hai hình, một hình thang, hai là hình chữ nhật. Nói chung là đẹp quá nhá. Nó này thì nó chụp tình trạng em nghĩ là còn đẹp lắm. Đấy, series là SX700. Mã là SX738, sản xuất lắp tại Mexico. Với phần tần này các bạn thì nó kinh khủng, bởi vì em đã lắp như bộ hát này biết rồi. Gần như là khi mình xử lý được mic ấy, gần như không phải cắt bác về phần equalizer, bởi vì các cái chuyên gia, các kỹ sư về âm học của Mỹ người ta tính rất tốt về vấn đề mà cái phần tần rồi. Đây bao nhiêu phần tần nó dã man này. Ui, phần tần nó như nhà máy điện luôn nhá. Nó to vật vã, nếu đính sơ sơ qua em đến mình trả 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Quận cảm mày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ui giời, nó chi chít luôn nhá.
nói chung là kinh khủng luôn. Đấy. Đấy, phân tần luôn, dã man. Tại sao em nó hay vậy em nhá. Rồi, giới thiệu với các bạn về cặp trung và cặp tép. Đây là trung hộp. Đấy, trung hộp đó nhá. Con này mã của nó là 2169. Con này nó sản xuất ở Mỹ mà nhá. Này, Mỹ này. Đấy, con này sản xuất ở Mỹ. Quá đẹp đúng không ạ? Ở Mỹ mà nhá. Ok, thì đây gọi là ống chất âm nhá. Có cái mức góc độ mà âm là 40x60 chứ không gọi là phễu rồi. Tép đây, tép còn nó tép huyền thoại của hãng JB rồi. 2431 thôi nhá. 2431. Đấy. Nó tình trạng thì zin tép đây, này zin nhá, tất cả zin hết. Còn tép em bóc hết cho bác xem đấy. Không giấu giếm các bác gì cả. Đây. Tép đây. Gặp tép đắt 50 nhá. Đó là hay lắm. Thì cái tép này nó sẽ chạy cho dòng như là 712, 715, 738, còn 725 là 2452 và 53 nhá. Đấy. Để cặp tép. Và cặp bát mà nhìn cái màng ấy ok chưa? Xuất sắc đúng không? Gân nổi tầm dầu này. Offer rất đẹp. Đấy, màu xám, màu đen. Xám sẫm, xám đen. Đấy. Nó là leo toàn bộ nhá. Đây của bát đây. Mặc xẻng của đã không ạ? Đây, con này là 2265L. Made in USA nhá. Đây, cục keo chỉ tròn xoe. Màng đẹp. Đấy không nhá. Màng đẹp. Con này em khẳng định bác còn zin hết luôn nhá. Nghe hay. Đấy. Màng đẹp luôn nhá, nghe hay luôn. Tất cả chất chất nó còn nguyên bản. Zin nguyên bản luôn, em quay xa cơ. Đấy. Tất cả loa tình trạng là còn ngon là cái nào nhá. Thì em cái đôi này nhờ rẻ một chút. Em sẽ bán rẻ bác. Những đôi là đẹp hơn một chút thì nó giá tầm khoảng gần 70 triệu. Nhưng rồi em sẽ báo giá luôn thôi nhá. Bao nhu cầu mà lắp bát bảo hát alo cho em. Đây là cơ hội rất là tốt bác nhá, để cho anh em mà chưa lo xịn mà giá hợp lý. Zin toàn bộ cho âm hay bác nhá. Giá em báo bác là 65 triệu cho đôi loa nhá. Đấy, 65 triệu cho đôi loa này. Rõ ràng về giá, minh bạch về giá nhá. Các có nhu cầu bộ hát hoặc mua lẻ liên hệ với em theo số điện thoại 0936 55310. Em quay cách kỹ lưỡng rồi. Đấy. Bao xịn loa Mỹ, bao hay bác nhá, bao phê, bao zin cho bác. Anh Nguyễn chào các bác nhá.